Dưới đây, bạn có thể xem phụ đề song ngữ và hiểu đúng các thuật ngữ chuyên ngành chỉ với eJoy AI Dictionary. Video này sẽ hướng dẫn bạn 1. Cách xem video với phụ đề song ngữ trên các trang tích hợp một phần. 2. Cách tra và lưu cụm từ chuyên ngành khó hiểu trực tiếp trên video. 3. Cách chỉnh sửa phông chữ, màu sắc phụ đề phù hợp với sở thích cá nhân của bạn. Để có thể sử dụng tính năng xem song ngữ, hãy chắc chắn rằng bạn đã thêm tiện ích eJoy vào Chrome. Cách cài đặt vô cùng đơn giản. Bước 1. Tải eJoy Extension về Chrome. Chọn thêm vào tiện ích, ghim tiện ích lên đầu cho dễ sử dụng. Bước 2. Xem video trên website. Ví dụ, với một khóa học Graphic Design trên Masterclass, để xem được video song ngữ, hãy chắc chắn rằng bạn đã bật phụ đề. Đơn giản với hai bước là bạn đã có thể học khóa học chuyên ngành qua phụ đề song ngữ của eJoy rồi. Bên cạnh việc nghe, hiểu thông thường, bạn cũng có thể tận dụng phụ đề để tra từng từ, từng khái niệm chuyên ngành, giúp quá trình học trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn. Từ caught có vẻ chưa được dịch sát nghĩa lắm, vậy nên bạn sẽ tra cả cụm từ caught my eye. Với máy tính Windows, nhấn giữ Alt, click vào từng từ trong cụm. Với hệ điều hành Mac, giữ phím Option rồi click vào cụm từ. Ngoài ra, nếu chưa nắm được từ khóa chuyên ngành, bạn hãy sử dụng AI Explain để được cắt nghĩa một cách chính xác nhất. Nếu bạn cảm thấy phông chữ còn hơi nhỏ hay không thích màu sắc này lắm, hãy nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa phụ đề ở góc bên phải dòng chữ. Sau đó, sẽ hiện ra một cửa sổ mới của eJoy. Hãy chỉnh phụ đề to, nhỏ và màu sắc phù hợp với sở thích cá nhân của bạn. Cùng xem thành quả video cuối cùng nha! Phụ đề trông dễ nhìn hơn rất nhiều đúng không nhỉ? Dưới đây, bạn có thể xem video học kiến thức thoải mái mà không còn sợ bị bỏ lỡ mất thông tin hay hiểu nhầm nội dung. Mong rằng với những tính năng này, eJoy có thể giúp bạn học tập tốt hơn bao giờ hết. Chúc các bạn thành công!